Xin chào tất cả các bạn, phóng viên Việt Báo đang có mặt tại câu lạc bộ bóng bàn Berlin. Xin chào anh Phạm Nguyệt. Hôm nay được biết là các anh tổ chức được một cái giải bóng bàn rất là hay. Thì anh có thể cho những thính giả của Việt Báo Trần Nê cũng như là các bạn bè ở khắp nơi biết về cái giải của mình. Xin cảm ơn anh. Vâng. Cái giải bóng bàn của chúng tôi hôm nay, cái tên của nó là giải bóng bàn Chủ Nhật, mà chúng tôi đã được tổ chức cách đây đã 4 năm. Cứ hàng năm chúng tôi thì có tổ chức thi đấu. Và năm nay nhân dịp quốc khánh của nước Đức, chúng tôi cũng tổ chức thi đấu cho anh em. Mặc dù các vận động viên ngày hôm nay cũng tham gia không được nhiều lắm, chỉ có gần 30 vận động viên thôi. Chúng tôi cũng có gần 50 vận động viên, nhưng mà do điều kiện làm việc và công tác của các vận động viên không tham gia được đủ. Nhưng với cái tinh thần thi đấu của anh em hôm nay rất là tốt, và cái buổi gặp mặt hôm nay cũng rất là vui vẻ, bởi vì tinh thần thi đấu rất là nhiệt tình, rất vui vẻ. Cuối cùng chúng tôi cũng đã chọn ra được một quán quân của hạng A và một quán quân của hạng B. Mặc dù các cái vận động viên mà có xuất sắc cũng chưa có kịp thời gian để mà về tham gia, nhưng đây cũng là một dịp tốt nhất cho chúng tôi được thử sức với các đội bạn vào lần sau. Xin cảm ơn chị. Vâng, xin cảm ơn anh đã trả lời cuộc phỏng vấn hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Và thưa mấy các bạn, câu lạc bộ bóng bàn Berlin là nơi kết nối tất cả bà con cộng đồng Việt lại với nhau, đặc biệt là các cháu thế hệ thứ hai, thứ ba có mặt ở đây rất là nhiều. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn chị là phóng viên của Việt Báo hôm nay đã có mặt ở cái hội bóng bàn chúng tôi và cái buổi liên hoan hôm nay. Xin cảm ơn.